快！Thành tựu được đánh giá cao hơn so với FRS trong cuộc so tài này. Nhưng ở lượt cờ thứ 7 vừa qua, những gì mà FRS đã thể hiện cho thấy, nếu như chủ quan không tôn trọng đối thủ, không cẩn trọng trong các đường cờ của mình, thì việc phải trả giá là khả năng vẫn có thể xảy ra đối với thành tựu. Một bài học mà đã xảy ra với cầu thủ Surya của Thái Lan ở vòng tứ kết. Surya ở tứ kết đã dẫn trước FRS với khoảng cách 15 điểm khi chỉ còn lại khoảng 6-7 lượt cờ nữa thôi. Nhưng đã không duy trì được điều đó và để cho tay cờ của Philippines đã lội ngược dòng thành công để góp mặt ở trận bán kết này. Phải nói rằng đó là một cú đánh cực kỳ xuất sắc của thành tựu, không chỉ ghi điểm. Và điều quan trọng là nó đã gom hai bi màu đỏ và màu vàng vào góc bàn. Một thế bi hiện tại có thể coi là thích hợp để cho Nguyễn Trần Thành Tựu sẽ tiếp tục có được một series lên điểm để tạo thêm cách biệt trước FRS. Ở lượt cờ đang thi đấu này, Thành Tựu đang có được chuỗi lên 6 điểm liên tiếp. Thành Tựu đã quan sát để tìm ra giải pháp thực hiện cú đánh kỳ điểm tiếp theo như thế nào, nhưng vẫn phải đảm bảo là thế bì sẽ lại là tiếp tục đưa hai bi màu vàng và màu đỏ ở gần nhau và gần góc bàn. Điểm số thứ 7. Tiếp tục có thêm một điểm số nữa cho Nguyễn Trần Thành Tựu. Khoảng cách hiện tại đã được nới rộng lên thành 21 điểm. Rất hay. Một cú đánh cắm gậy để lùi bi màu trắng chạm vào bi màu đỏ. Vẫn là những cú đánh chính xác và tốt cả về lực và về hướng đi của bi cái.
sau khi bị cái màu trắng chạm vào bìa màu đỏ thì dường như là bìa màu đỏ vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Rất hay, tự tin và đẹp mắt đang được thể hiện trong lượt cờ thứ 8 này của Thanh Tự. Không biết đây có phải là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của FRS hay không? Xin được nhắc lại với quý vị, FRS năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 69, đang là vận động viên nhiều tuổi nhất tranh tài ở kỳ SEA Games lần thứ 31 này tại Việt Nam. Tuổi tác thực sự là một vấn đề đối với FRS, và không biết là ở SEA Games năm sau tại Campuchia thì ông có tiếp tục đăng ký tranh tài cho đội tuyển bia snooker của Philippines nữa hay không. Mới bước sang lượt cờ thứ 8 thôi nhưng Thanh Tự đã đạt được hơn 50 điểm. Cụ thể bây giờ đang là 52 điểm rồi. Rất chính xác. Ngày mai sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng, trận chung kết tranh huy chương vàng nội dung Caro một băng của SEA Games 31. Với những gì chúng ta được chứng kiến kể từ đầu trận đấu này thì kịch bản về một trận chung kết nội bộ của các tay cờ Việt Nam nội dung Caro một băng SEA Games 31 đang hiện hiện ra phía trước. Bây giờ cách biệt đã được nới rộng lên thành 30 điểm với lợi thế thuộc về cầu thủ Nguyễn Trần Thanh Tự của đội tuyển bia snooker Việt Nam.